4 YouTuber tay trắng sở hữu cơ ngơi bạc tỷ, đặc biệt người số 3, nổi tiếng toàn thế giới. Các bạn khán giả thân mến, trong giới giải trí và sáng tạo nội dung, ai có lẽ cũng sẽ biết đến một vài cái tên quen thuộc như Sang Vlog, Lộc Phụ Hồ. Và ắt hẳn là ai trong chúng ta cũng biết họ đều đi từ bàn tay trắng đi lên. Sau đây là danh sách những YouTuber đã vượt lên số phận của họ. Lộc Phụ Hồ là một YouTuber đã đổi đời nhờ việc đi bình luận dạo và lên mạng dạy làm phụ hồ trong mùa dịch. Anh chàng quê Khánh Hòa này hiện tại đang sở hữu Facebook hơn 1,1 triệu người theo dõi và kênh YouTube hơn 1,5 triệu đăng ký, chưa kể các nền tảng khác như Fanpage, TikTok. Có thể nói, Lộc Phụ Hồ là một trường hợp hết sức đặc biệt, bởi anh chỉ cần livestream dạy nghề phụ hồ thôi mà vẫn hot rần rần, thậm chí có thời điểm còn hot hơn cả những người nổi tiếng được đầu tư bài bản khác. Nhờ nguồn thu nhập từ mạng xã hội, đến nay vợ chồng Lộc Phụ Hồ đã xây dựng được 2 căn nhà nhỏ. Không chỉ vậy, vào cuối tháng 3 vừa rồi, Lộc Phụ Hồ còn tự hào khoe chiếc ô tô mới tậu trị giá 700 triệu đồng. Đây sẽ là phương tiện hỗ trợ cho công việc, đồng thời để cả nhà dễ dàng di chuyển giữa quê nội và quê ngoại. Với những ai thích những nội dung mộc mạc, chữa lành, ẩm thực mẹ làm là một kênh YouTube không thể bỏ qua. Chủ kênh là hai mẹ con anh Đồng Văn Hùng, sinh năm 1996, quê Thái Nguyên. Người theo dõi kênh ẩm thực mẹ làm đều biết gia cảnh nhà anh Hùng rất khó khăn. Thế nhưng, hai mẹ con vẫn luôn có cuộc sống vui vẻ và động viên nhau nỗ lực vươn lên. Mới đây, anh Hùng đã gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh ngôi nhà lầu bề thế trị giá 3 tỷ đồng của gia đình mình. Đó là thành quả sau 8 năm chăm chỉ làm YouTube của hai mẹ con. Anh Hùng cho biết sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để báo hiếu mẹ, cũng như lo cho vợ con một tương lai tươi sáng hơn. Năm 2020, Sao Y Tiết, sinh năm 1988, quê Bình Định, trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ các clip đếm số bằng tiếng Anh đầy ngô nghê và hài hước. Thậm chí, nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Snoop Dogg, Chris Brown, Justin Bieber cũng biết đến Sao Y Tiết. Vậy là từ một anh chăn bò nghèo khó, cuộc sống của Sao Y Tiết bỗng chốc lên hưng. Sao Y Tiết kiếm được nhiều tiền hơn nhờ chuyển hẳn sang làm công việc sáng tạo nội dung. Cách đây mấy tháng, anh chàng hãnh diện khoe là đã mua được mảnh đất 600 m², sau đó bỏ thêm 1 tỷ đồng để xây nhà và sắm nội thất. Mọi người ai cũng cảm thấy vui mừng cho Sao Y Tiết, vì từ nay đã có một tổ ấm cho riêng mình, không còn đi ở thuê, ở tạm như trước nữa. Từng được mệnh danh là YouTuber nghèo nhất Việt Nam, ở trong ngôi nhà vách gỗ vừa nhỏ hẹp lụp xụp vừa bất tiện nhiều thứ. Thế nhưng, sau một khoảng thời gian miệt mài làm YouTuber, đến nay Sang Vlog đã có cuộc sống khấm khá hơn. Anh còn xây được một ngôi nhà khang trang để tặng mẹ. Bên cạnh đó, Sang Vlog còn sắm sửa thêm nội thất, điện thoại mới, chiếc xe máy, quay phim flycam, đặc biệt là một miếng đất nhỏ ngay cạnh nhà. Nam YouTuber chia sẻ lên trang cá nhân là mình sẽ dùng một phần tiền kiếm được để làm thiện nguyện, chứ không chỉ biết riêng mình. Các bạn nghĩ sao về sự thành công của YouTuber này khi từ tay trắng vượt lên số phận? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nha! Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.